phơi em bé. Em phơi em bé thì bác sĩ có dặn là nắng vừa hé lên nè. Mình phơi khoảng 10-15 phút. Dạ. Trở nó qua trở lại cả trần. Hôm nay mẹ cực quá. Ngày qua không có phơi được. Dạ. Nắng. Hôm nay chị thẩm xong. Dạ. Ê, tới xiến là mẹ nấu đồ ăn sáng xong cái giờ đi chuẩn bị nồi xong cho xiến. Rồi sau đó đi phơi nắng em bé. Nắng em bé xong. Cũng nhiều việc quá chừng ha. Đẹp quá xem. Dạ. Dễ thương quá. Cây này nhỏ chắc chưa có trái thôi mà. Có một trái à? Ủa vậy hả? Ở đâu rồi mẹ? Chín không? Bữa thấy có nó rồi nó mất rồi. Chắc rụng ha. Bắt năm nó chắc 6 hái. Ủa cũng to hả mẹ? À bữa nay mình nấu nồi xong thì mình hái gì mẹ? Mẹ giờ có gì mẹ hái nấy, lá bưởi nè. Sả nè. Dạ. Gừng nè. Mấy lá có dầu tinh dầu. Ừ. Hai lá tươi xong nó tốt hả mẹ? Nếu mà cực chẳng đã không có thì mình ghé chợ lớn á, khu đó bán thuốc Bắc với thuốc Nam rất là nhiều. Hình như một thang vậy là 20 ngàn bữa con mua giùm chị thẩm á. Dạ. Đẹp quá. Mình thì chịu khó đi ra ngoài thấy. Dễ thương quá. Nó eo eo giống như hồ lô á. Con không có để ý ta. Mẹ nói nó đẹp mà con nè. Dạ. Đẹp quá ha. Có cái eo trên. Vậy trước giờ con không có để ý nó có cái eo. Mỗi cái lá nó mỗi cái kiểu nè. Bà Sơn chào cả nhà mình ha. Bữa nay thì mẹ đi hái nồi xong cho xiến, cho bà đẻ sau sanh á. Rồi bây giờ mình đi quay vài hình ảnh cho cả nhà mình. Mình xong thì mình muốn bỏ gì cũng được phải không ạ? Mấy cái lá mà dầu dầu vậy đó. Bây giờ mẹ có thì mẹ hái lá bưởi, lá ổi, dạ, lá xả. Với mẹ bỏ thêm gừng với quế khâu. Quế khâu hả? Gừng à? Dạ. Gừng cho ấm. Con thấy thuốc Nam nó còn có nhiều cái vỏ cây rất là hay mà đây mình không có. Dạ. Nên là mình cũng không có đủ. Nhưng mà cái xả nó hay ha. Hôm bữa trước Xuyến cũng làm cái nồi xong cho con mà không có đủ lá đó, cái lấy mấy cái tinh dầu mà người ta bán sẵn bỏ vô. Nhưng mà nó không có hay bằng cái lá tươi này. Người ta không có cái người ta xịt dầu vô trong cái nồi nước ta xong. Dạ. Thì rượu. Ủa có rượu nữa hả? Xong rượu nữa. Đổ rượu vô. Bà đẻ thì thường mà xong thường khoảng ngày bao nhiêu mới nên xong mà? Ra tháng. Thì sau khi sanh vài bữa đó rồi. Dạ. Bữa hai bữa vậy mình giống như mình ở bệnh viện về đó. Dạ. Rồi khoảng 2-3 bữa vậy đó rồi bắt đầu mình nấu xong. Ra khỏi tháng. Tức là qua khoảng 1 tuần nữa rồi mình xong đánh ra khỏi tháng. Còn... trong vòng bao ngày là mình ở bệnh viện mình về là xong được rồi. Dạ. Còn nếu như chị thẩm á, có vết thương á, thì lấy cái khăn á, hả? Dạ. Bấm ngay chỗ vết thương là để cho nó mồ hôi nó không bị ướt. Theo con nghĩ á, là chắc là do phụ nữ sau sanh không có vận động để ra mồ hôi á, nó không bài tiết được á. Nên xong thì giống như cách để cho nó giúp từng vàng ha. Tốt ha. Dạ. Người ta nói á, ông bà mình nói là hả, mình trong thời gian mà mình còn non ngày tháng á, mình không xong được á. Dạ. Thì sau này á, mình cái người của mình nó ra mồ hôi nó hôi á. Dạ. Giống như nó bị tích tụ lại ha. Mình phải xong cho nó ra hết cái dạ. Mồ hôi mà sau khi sanh á. Với con nghĩ sẽ nó bài tiết cái trong cơ thể mình ra nó tốt hơn. Người ta nói là có. Dạ. Bà mình nói là có cũng dạ. Mình ráng chịu cực mình thời gian đó mình cực người ta nói ra tháng cái khỏe là vậy đó. Dạ. Xong hơ. Rồi hơ nữa bỏ than nằm nữa mà bây giờ bác sĩ không có cho nằm than. Dạ. Chứ ăn cơm xong rồi bỏ mẹ than ở dưới giường á. Dạ. Rồi nằm ấp cái bụng mình xuống. Cái này là cái cách kinh nghiệm của ở quê mình chia sẻ cả nhà mình ha. Có một số nơi thì có thể bà con mình không có xong. Nhưng mà ở quê mình thì ông bà xưa hay làm vậy thấy hay thì chia sẻ. Rồi nấu xong rồi á. Dạ. Tắm. Lấy cái nước này nè pha nước tắm. Pha nước tắm luôn. Pha nước tắm luôn. Dạ. Rồi pha nước tắm luôn rồi vô có cái mẹ than. Rồi lấy lá trầu. Lấy lá trầu. Dạ. Hư vô than. Mình hư nắp mình. Mặt mình. Lấy lá trầu hơi vô than rồi đắp cái lá trầu đắp lên trên người mình. Đắp cho người mình là mặt mình. Rồi để làm gì mà? Thầy nói là cái mặt mình sau khi sanh á nó sẽ bị bủng beo á. Cho nó rút hơn.
mình hơi như vậy sau này cái mặt mình không có bị nhăn bị sệ. Dạ. À, cũng hay quá ha. Hồi xưa còn ghê nữa, hồi xưa nghệ á tha đầy mình. Dạ khè luôn. Dạ. Dạ khè luôn, xấu lắm. Bây giờ không có xài đó. Vậy là uống nghệ. Dạ, vậy là một ngày mình xong một lần. Ngày xong một lần. Dạ. Yeah. Này lấy nước này xong nghệ pha nước tắm luôn. Dạ. Yeah. Rồi có mẻ than nó là hơi vậy đó. Còn em bé mà phơi nắng thì sao bây? Giờ này đi phơi rồi nè. Dạ, em mình tranh thủ mình hái chút đi. Yeah. Phơi em bé. Em phơi em bé thì bác sĩ có dặn là nắng vừa hé lên nè. Yeah. Mình phơi khoảng 10 15 phút. Dạ. Yeah. Trở nó qua trở lại cỡ trần. Hôm nay mẹ cực quá. Ngày qua không có phơi được, không có nắng. Hôm nay chị thẩm xong. Ê, tới xiến là mẹ nấu đồ ăn sáng xong cái giờ đi chuẩn bị nồi xong cho xiến rồi sau đó đi phơi nắng em bé. Nó, cũng rồi. Nhiều việc quá chừng ha. Coi như ngày mười á, buổi mười á là mẹ bằng tới 12 giờ là mẹ chưa ăn cơm. Dạ, cực quá. Mà cái giặt đồ cho em bé đâu bỏ mới giặt. Dạ. Đó hư hết. Đồ nhỏ nó mỏng quá hả? Nó sẽ quýnh hư hả? Khăn của nó cũng không yeah. chung với mấy giặt nữa. Chăn bự rồi nó đó. Dạ. Cái chăn tắm với hai cái khăn bự, thường là giặt mỗi ngày là hai cái áo với hai cái khăn bự hoặc ba khăn bự. Yeah. Rồi mấy miếng tả mà mình để mình dán cái ấy vô cho nó. Yeah. Mình giặt cỡ mười mấy miếng à, với mười mấy cái khăn. Yeah. Giặt phơi riêng cho nó. Giờ mình hái lá gì nữa mà? Mình hái lá xả với lá ổi. Giờ lá ổi đâu ta? Lá ổi ở trước cửa nhà mình có, còn lá xả thì đi ngã nào? Nhà mình có luôn. Đi đây băng qua luôn hả? Ở đây nè, băng qua bên cái giường mẹ bên đây nè. À, ăn trước luôn, không có gì. Dạ. Ăn trước lậu luôn. Bên đây bác hai trồng xả quá chừng luôn ha. Ừ. Nó sung. Hổm ruộng khô xuống dưới hái dễ, nay mình thấy ở trên cao. Ủa cắt lá không hả? Nhiều đây đủ rồi sao? Vậy là bên hồi mùa khô á thì mình xin gốc để mình xào ếch nè. Xào xả gà. Hôm nay mình qua mình hái mấy cái lá thôi. Mẹ sợ hái xả lắm. Biết tay ha. Nó cắt cái tay mình nó không có đứt sâu mà nó cứ cứa vậy. Dạ. Nó ngứa 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 khó chịu lắm. Ngoại hồi xưa sinh tới mười mấy người con vậy chắc xong suốt ta. Hai năm ngoại mới xong lần. Hai năm ngoại xong tháng. Dạ, này con thấy mà. Mẹ hái vài chùm đi rồi hai bữa khỏi ấy. Cái này mình để được mấy ngày mà không mẹ? Cái xả bình thường con mẹ thấy hay mẹ hay cắt lá để làm cái gì mẹ? Cắt bỏ bớt lá đó. Cắt bỏ. Trên không làm tầm. Dạ. Này mốt nó lòi cũ rồi lòi tép ra quá trời luôn. Vậy là hơi nhiều chứ. Tách ra làm nhiều mẻ mẹ. Mẹ cột thành nhiều mẻ. Mà cái này bén ghê thiệt, bữa con bị đứt tay cũng mới sợ. Mày sợ nó. Nó ngứa 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 chứ nó không có chảy máu gì đó mà nó chạy chạy à. Dạ. Khó chịu động mặn gì đó. Nó đau thì nó không đau. Yeah. Nó thấy ghét lắm. Mình nấu mình có bỏ ớt không ta? Không. Thường xả hay đi ớt. Tỏi. Tỏi, tỏi hả? Không luôn. Thì mẹ nói là yeah. Xào ếch. Xào ếch, xả ớt. Xả ớt tỏi. Thì không biết mà con yêu chuẩn bị cái đầu xong cho bà đẻ, chắc bà đẻ khóc suốt. Bà ớt bà tỏi, bà hành đó. Bà hành bà tỏi. Yeah. Dạ, à, vậy xong rồi. Rồi, dạ, rồi. Về ha. Giờ đi hái mấy cái lá ổi nữa. Dạ. Rau bữa nay sung quá chừng mà. Dạ. Nó đầy đủ nước. Mà nói hái mấy tép hả? Mấy tép đây dễ hái, mà đây có nắng. Bữa nay về xào ếch hả? À, hái để đó. À, sẵn qua xin đây. Ở đây khó đi thiệt chứ. Cỡ chừng dao mà. Ở đây khó đi thiệt chứ, mà... cái này nó cao nữa. Mà vẽ đại đi. Đâu phải vẽ đại được đâu. Rồi cái gốc ra mình. Rồi gốc ra mới bật nó xuống rồi hả? Dạ. Ừ, hôm bữa trước mình đứng ở dưới ruộng nó bật nó dễ mà, tại vì nó thấp á, lòi cái cũ. À, còn bữa nay trên cao hơi khó ha. Bữa nay nấu cơm gì mà, hình như mẹ gửi chị Sơn Ca đi chợ hả? Bữa nay đồ ăn cò. À, cho bà đẻ ăn thịt liên tục luôn. Chắc nó cũng ngán rồi, mẹ ngán quá trời. Dạ. Ăn theo quá Sơn. Dạ. Đang đỡ nấu nhiều món đỡ cực ha. Ừ.
người, thành ra theo. Dạ. Thì chừng nào mới ăn cá được mẹ? Ăn cá được chứ, nhưng mà dẫn thêm cá đó nào đi chợ có cá gì, đi cá không sệ mà mập mập rồi vậy đó. Dạ. Chứ ở chợ có mà khi gặp cá không có ngon. Cá lóc cũng được mà hả mẹ? Cá lóc được mà, cá lóc nuôi không à, mẹ không có cá nuôi hả? Ừ, gặp cá đồng thì mua. Ừ, rớt cái dao chụp mẹ. Được. Lọt xuống ruộng mất công leo xuống ruộng thấy lụm này xong không dạ rồi hái thêm mấy cái lá ổi nữa ha rồi thơm phức à sao mình không bỏ nguyên cái ổi vô luôn thấy không ở chị ba bữa nay không đi học hả con cây mai trở bông xanh là xin mai trở bông xanh dạ. Nào cây dao cây bông gì qua đậu biếc cái này uống nó rất là tốt nè đẹp da sao không bữa nay được ở nhà chơi sướng ha con chị ba chơi gì á sở bông hả cái trò này hồi nhỏ mẹ sơn ca cũng hay làm nữa nè ba thương sở nối đuôi nhau hả thành chùm hả dùng nguyệt quế ha dạ vô coi bà nội nấu xong mà nấu sẵn rồi nước à ha nước sôi nãy giờ rồi dạ à, giờ cho lá vô nó bưởi vô dạ nó chỉ chục lá vậy đó. Mấy bữa nay mưa quá trời luôn lá cây nó sạch khỏi cần rửa luôn sạch bóng dạ hồi bữa trước con xong á mấy cái con rịp sáp nó đeo trời ơi chị chùi rửa đã đời luôn sợ không có xong được tại vì tinh dầu mà mình xong rịp sáp nó hôi rồi dạ đây nè bữa gừng với quế khô dạ có cái nồi đã quá nồi này của bên cô Sáu hả mẹ cái nồi của nội nội hả nồi này chắc cũng lâu lắm nồi rồi ha mấy chục năm ha để cẩn thận với rất cái bật cái sao dạ con thấy nó đen là con biết nó cũ lắm rồi ừ. Nhưng mà cái nồi nãy xong hay mà hay. Nó ấm lâu nguội lắm dạ cái nồi đất nè thiết kế chiên nãy xong ủa mà vừa cái này lại hả vừa. Ngày mai hả rồi cho sôi lên khoảng dạ. Vài phút đi cho nó ra cái này để lại rồi vậy giờ thời gian chờ đợi mình đi xong em bé hả ủa quên à, đi phơi em bé dạ để hết nắng để qua cái nắng tốt nè giờ mẹ chuẩn bị cái mẻ kho ha cái này thì nó con biết à dễ giỡn à, cái mẻ than nè đang cho bà đẻ hâm chấm ủa ngoài ngày xưa nằm than giờ không có nằm ha mẹ bác sĩ nói cái hơi than hay độc hả bây giờ mình chỉ làm ấm để mình dạ vậy là mình hơi vô cái tay mình cho ấm rồi cái mình áp lên em bé hoặc là cho bà bầu hả bà đẻ chứ còn hồi đó hả để mấy mẹ than luôn dạ mà tối con ngày con thấy để ở dưới cái giường đó dưới mà đúng là cái khí độc nó lên không tốt ha suốt ngày luôn giờ có cái cây khò này cũng tiện hả mẹ ngày xưa ngồi quạt than đã đời luôn ngày xưa nhúng trong cái bếp lò mình á dạ. Lấy củi nhúng cháy rồi để than vô dạ than trái mới gấp ra con nhớ ngày xưa là khi mà xanh Sơn Hùng á là con mua cái cây này nó mới sản xuất á là tới 250 ngàn mà lúc đó 250 ngàn nhiều tiền lắm 10 năm trước mà này có 120 ngàn à, rẻ hơn còn nữa cái cây nào mà có 60 nữa cái đó cây hàng Trung Quốc mà này, hàng Việt Nam chất lượng cao mà cây kia chắc mà hư ha dạ nhanh hư này đi đốt ruộng sướng lắm trước đi đốt ruộng á cứ lấy cái hột quẹt chích mà gió thổi ha chích vô giấy mà mồi trần ai lắm dạ còn cây này mình bấm cái cốc cái là xong ờ trái chích rồi nhưng mà giờ đâu có dám ai đốt ruộng đâu trái nhà giờ nhà nhiều ngày xưa mà đám ruộng minh mông thì không có cái nhà còn giờ mà nhà sang sát hồi đó nhà lá xạo lắm dạ ruộng nhà mình có nhà lá bắt năm á dạ chích hết rồi sợ trái thấy mồ luôn sao không biết bà nội làm gì không sao không nội thấy cái đồ nữa là sập cứu ừ để làm gì vậy? Này giống cây súng lửa mà. Cây súng lửa phải không? Đúng rồi. Con đừng có lợi phá nghe. Cái đó chỉ người lớn mới làm thôi. Rồi,
Để hết nắng ha. Rồi xong mẻ than. Bữa hôm nay sáng nay thì mẹ chuẩn bị nồi xong, rồi cái mẻ than cho xía. Rồi bây giờ là đi phơi nắng em bé nghe. Phơi nắng. Giấu cái mặt đi. Xì vòng vòng nắng cho không bị nắng. Nắng cái mặt. Rồi bà nội cho Sơn Hà phơi nắng ha. Mà bà nội đổ mồ hôi quá trời luôn. Chạy qua nhà của má hai ké. Trời ơi còn ngủ luôn à. Cái áo ra luôn á. Ê. Trời ơi phơi nắng mà đập, tẹt tẹt luôn. Đập tẹt tẹt không? Còn ngủ mà bà nội bắt đi phơi nắng hả con? Phơi cái lưng trước hả? Phơi lưng. Sơn Hà còn ngủ nè. Sơn Hà ơi. Nhớ tội nghiệp luôn. Ngủ rồi chọc ghẹo nữa nè. Mình phơi nắng mình che đầu lại được ha. Ê đang ngủ mà. Đang cho cứng xương thôi mà. Ê. Nó uống éo nè, đó nó uống éo đó. Vậy rồi. Sơn Hà ơi. Hình như nó bị rơm nè mà, để con mua kem về tắm, sữa tắm. Mua Lactoxit á. Dạ. Che đầu lại xíu. Rồi. Che mặt thôi. Che mặt thôi. Nắng ở với mình phơi sớm sớm hả mẹ? Nắng sớm. Vừa nắng nên phơi, nhà nó hơi nóng. Dạ. Sơn Hùng cũng ra phơi nắng nè. Sơn Hùng nhảy lưng tưng ngoài kia. Sơn Hùng thơm găng dữ luôn. Rồi giờ quay được cái bụng. Sơn Hà bóp cũng giống như anh vậy nè. Cũng dễ đừ á. Cái bụng nghe. Dạ mặt lại nghe. Dạ mặt lại. Bà nội cực quá ha. Hôm nay chia sẻ cả nhà mình và hình ảnh là bà nội chăm sóc Sơn Hà với chăm sóc cho mẹ của Sơn Hà. Cũng ở dưới quê cũng rất là cực ha. Sáng là phải đi chuẩn bị nồi xong, rồi mẻ than, giờ đi phơi nắng em bé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Phơi nắng xong rồi vô tắm hả mẹ? Tắm. Rồi hơ em bé, hơ bụng hả? Hơ bụng nè. Dạ. Hơ mã nè. Hơ lỗ tai nè, hơ lỗ mũi nè, hơ mắt nè. Hơ đít nè.